Vào giờ phút này, đạo tràng chúng con được đang lắng động tâm tư nghe những lời đạo từ cao quý của trưởng lão hòa thượng, phó pháp chủ kim giám luật, ban thường trực hội đồng chứng minh ban quần pháp trung ương giáo hội, xin được thành kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban quần pháp trung ương, chư tôn đức ở trong ban quần pháp trung ương, giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay chúng ta kỷ niệm gọi là ngày truyền thống của ngành quần pháp, mà nhân ngày quý kỳ của cố hòa thượng Thiện Hoa là trưởng ban quần pháp Phật giáo miền Nam ở trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, thì nhân cái ngày lễ này tôi có một số cái suy nghĩ mà muốn chia sẻ với hòa thượng trưởng ban cũng như tất cả các vị đang tiếp tục con đường quần pháp mà của tiền nhân để lại. Cái thứ nhất là chúng ta nhớ lại khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài mới hỏi các vị thánh tăng ai là người có thể thay Đức Thế Tôn mà đem chánh pháp đến mọi nơi, mọi lúc để làm cho giáo pháp của Đức Phật tồn tại lâu dài. Thì trong lúc đó, trưởng lão Phú Lô Na là người đứng ra nhận cái trách nhiệm này. Đức Thế Tôn mới hỏi, nếu khi ông đi quần pháp mà tới những nơi đó gặp những người ngoại đạo thì không có tín tâm, ông sẽ giải quyết nó bằng cách nào? Và nếu ở đó người ta không cho ông ăn thì ông sống bằng cách nào? Nếu họ đánh đập chửi mắng thì ông xử trí bằng cách nào? Đây là một cái điều mà quan trọng nhất được đặt ra, mà tôi được trực tiếp nghe cố hòa thượng Thiện Hoa chỉ giáo. Thì lúc bây giờ Ngài Phú Lao Na mới trả lời Đức Phật, căn cứ theo lời dạy của Đức Phật và việc làm của Đức Phật đối với ngoại đạo. Chỗ này chúng ta thấy rất là quan trọng. Tức là hàng phục ngoại đạo, biến họ trở thành Phật đạo, chứ đừng bao giờ đặt ngoại đạo đối nghịch với chúng ta để chúng ta bị tiêu diệt. Ngài nói như vậy, tức là Ngài căn cứ vào cái việc mà Đức Phật hàng phục ba anh em ông Ca Diếp, rồi đến Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên Ca Chiên Viên. Cho nên trong đại đệ tử của Đức Phật thì trong đó đa phần là lãnh tụ của ngoại đạo. Tôi coi như đây là bài học lớn mà tất cả những người quần pháp hôm nay cần phải suy nghĩ. Đi theo con đường của Đức Phật, đi theo con đường mà Ngài Phú Lâu Na được coi như ông tổ của ngành quần pháp chúng ta. Khi Phật giáo được truyền sang đất nước Việt Nam thì lúc bây giờ
chúng ta lại thấy xuất hiện một vị thánh tăng khác, đó là Ngài Khương Tăng Hội. Thế nên Ngài Khương Tăng Hội được sanh trưởng ở tại đất Giao Châu. Khi Ngài được học giáo pháp Đại Thừa thì Ngài mới nhìn thấy ở bên Trung Quốc, mặc dầu Phật giáo đã truyền đến đó từ thời của Hán Minh Đế, nhưng người dân Trung Hoa không thể chấp nhận đạo Phật, vì lúc bây giờ ở tại Trung Quốc đã có đạo Lão và đạo Nho, coi như là hai cái đạo mà quan trọng nhất ở bên Trung Hoa. Thì bây giờ đó, Ngài mới thấy được cái lập trường của đạo Lão là gì, lập trường của đạo Nho là gì. Cho nên từ đất Giao Châu chúng ta mà Ngài đi sang Nam Kinh, đi sang Nam Kinh để gặp Ngô Tôn Quyền Thượng Tâm Quốc. Tại vì biết được dân tộc đó, đất nước đó, tín ngưỡng đó là cái gì, thì ta có cái cách để mà hàng phục và có cái cách truyền đạo của ta. Cho nên Ngài Khương Tăng Hội thành công, được vua Ngô Tôn Quyền cho xây dựng ngôi chùa Phật đầu tiên ở tại Nam Kinh, gọi đó là chùa Kiến Sơn. Mà tới ngày nay tôi cũng có dịp sang đó để chiêm bái xá lợi mà do Ngài Khương Tăng Hội mang sang chùa Kiến Sơn 2000 năm về trước. Tại Việt Nam chúng ta đã phát xuất bằng những vị cao tăng đó. Tức là khi chúng ta tới đâu, gặp ai, thì cái điều quan trọng nhất là ta phải biết họ nghĩ gì, họ muốn gì, và họ có thể làm được điều gì. Nhân theo cái suy nghĩ của họ, nhân theo cái sự mong muốn của họ, và thấy được cái khả năng của họ mà chúng ta dạy cho họ, để họ trở thành những con người hữu dụng cho xã hội đó, chứ không phải là đối lập lại với họ. Cố Hòa Thượng Thiện Hoa, khi Ngài về Trà Ôn mở trường dạy Phật giáo, nhằm trong lúc đất nước chúng ta đang tranh thủ độc lập, tức là năm 1945, sau khi Nhật đầu hàng đồng minh và Pháp trở lại. Thì lúc bây giờ nữa, Bác Hồ mới kêu gọi là chống giặc đói, chống giặc dốt và chống giặc ngoại xâm. Thì Hòa Thượng Thiện Hoa là người Hoằng Pháp đầu tiên này soạn ra cái vần chữ O và chỉ đạo cho tất cả các học tăng lúc bây giờ đem cuốn vần chữ O này mà đi chống giặc dốt ở tất cả nơi hang cùng ngõ hẻm. Tại vì chính Ngài làm cái việc này cho nương được Mặt trận Việt Minh chấp nhận và ủng hộ. Sau đó Ngài mới thấy người bệnh nhiều, cho nên Ngài mới dạy thêm cho tăng ni thờ bây giờ nên làm nghề bốc thuốc. Cho nên Ngài cũng là một thầy thuốc. Và kinh tế khó khăn thì chính tăng ni cũng ra đồng làm việc cộng khổ đồng lao với dân địa phương. Vì vậy mà Ngài rất được quý trọng từ chính quyền cho đến nhân dân. Lúc đó Ngài chưa bao giờ mà giảng dạy Phật Pháp cho dân chúng, mà cử chỉ của Ngài, hành động của Ngài đã làm cho mọi người kính phục
Đạo Phật chúng ta kính phục những vị tu hành. Ngày hôm nay, đương nhiên thời đại có thay đổi, hoàn cảnh có thay đổi, thì cái cách hoằng pháp của chúng ta đó cũng cần phải có một suy nghĩ và đáp ứng được cái yêu cầu của thời đại, nguyện vọng của nhân dân. Thì tôi tin chắc rằng Đạo Phật chúng ta được phát triển vững mạnh trong lòng Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mà còn có thể lan rộng ra tất cả các nước ở trong vùng cũng như trên thế giới. Cầu Phật gia hộ cho Hòa Thượng Trưởng Ban cũng như Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp kiên định lập trường của mình, hoằng pháp không tiếc thân mạng, thì mọi việc chắc chắn chúng ta đều thành công. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Đại Đệ Tử Trung Thuyết Pháp Đệ Nhất Phú Lâu Na A La Hán Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Bậc Tôn Sư của ngành Hoằng Pháp, kính Bạch Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thích Thiện Pháp, Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo Hội. Hôm nay ngày Hoằng Pháp chúng con họp mặt truyền thống, cũng như bao năm Hòa Thượng là người khởi xướng ra cuộc gặp mặt này và cũng là người mực trực tiếp đến tham dự và có những lời đạo từ sách tấn. Hôm nay trong không khí trang nghiêm của buổi gặp mặt, Hòa Thượng đã ôn lại tấm gương của đệ nhất tôn giả thuyết pháp đệ nhất Phú Lâu Na, tấm gương Hoằng Pháp du nhập Phật giáo của ngài Tổ sư Việt Nam Khương Tăng Hội và tấm gương Hoằng Pháp của Hòa Thượng Cố Trưởng Lão, trưởng ban Hoằng Pháp đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng Thiện Hạ Hoa. Để xuyên suốt hơn 2000 năm hoằng truyền chính pháp của Thế Tôn, từ khi Đức Thế Tôn còn tại thế cho đến giờ phút này tại đất nước Việt Nam, những lời dạy của ngài chúng con coi đư là một bài học rất sâu sắc, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, có ý nghĩa về kinh nghiệm Hoằng Pháp và lập trường kiên định của nguyện Hoằng Pháp. Dù bất kỳ thời cuộc thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, nhưng ngành Hoằng Pháp vẫn giữ luôn chính pháp của Thế Tôn, truyền trao chính pháp của Thế Tôn, trung thành giáo pháp của Tam Tạng Thánh Giáo. Lời dạy của ngài chúng con xin tận đồng nhất tâm, xin đại chúng y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành. Chúng con thành tâm bái chúc Hòa Thượng thân tâm thường an lạc, thiểu bệnh thiểu não, cửu trụ Sa Bà, làm bóng cây đại thọ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng con được ân chiêm công đức. Kính chúc Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội được thân tâm thường lạc, Phật sự được viên thành. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.